tôi là 80 tuổi đầu rồi. Mảnh đất này đã là tranh cướp của mẹ tôi. Mà mẹ tôi đã đang đi các cấp mà yêu cầu các cấp dừng lại để lấy lại cho gia đình tôi, mà gia đình mà các cấp vẫn chưa lấy lại cho gia đình tôi và vẫn chưa xử xong. Mà ông Duẩn đây ạ, vẫn nên cướp đất. Đây mẹ tôi, mẹ ra rồi đây. Cao nhìn xuống đất chồng. Đây ạ, mẹ tôi già như thế này rồi mà người ta vẫn đến cướp đất của gia đình tôi. Mẹ tôi già yếu như thế này, không. Đây, cứ để cho mẹ thóc đi. Chị gần nữa. Đây ạ. À. Mẹ tôi bây giờ không, sức già yếu, không thể ngăn cản được một đống người như thế này. Một đống người như thế này để ăn cướp đất. Đất của mẹ tôi có sổ đỏ từ năm 1996 mà bây giờ người ta cho người đến đây ăn cướp đất. Đất đang tranh chấp. Đất tranh chấp.